Vâng, em chào anh. Anh có nhận xét nào về công trình bể bơi mà Nam Thành đã thực hiện cho anh ạ? Trong quá trình cùng nhau các đơn vị thi công các bể bơi lân cận, thì nhà trường đã được phía chủ đầu tư nhà trường đã quyết định là sẽ thi công hợp tác với là công ty Nam Thành. Bên phía công ty Nam Thành mà đã đáp ứng được cái tiêu chí, cái tiêu chuẩn mà ban giám hiệu nhà trường mong muốn. Đấy, bởi vì đây là trong môi trường giáo dục, ưu tiên vấn đề an toàn cho các em học sinh là trên hết. Nên trong quá trình thời gian thi công rất nhanh chóng, đơn vị Nam Thành tôi thấy rằng đội ngũ từ tư vấn thiết kế, các anh em kỹ thuật thi công cung cấp quyết định rất nhiệt tình, rất trách nhiệm, rất tích cực phối hợp với nhà trường hoàn thiện được cái công trình đúng tiến độ. Thì trong cái quá trình mà bàn giao cho mình bể bơi, thì khi mà có vấn đề gì xảy ra thì nhân viên Nam Thành có hỗ trợ kịp thời anh trong cuộc quá trình đấy không ạ? Tôi cũng đánh giá rất cao với Nam Thành luôn kịp thời hỗ trợ bên phía nhà trường, bởi vì cả một công trình như này thì chắc chắn là nó sẽ cần cái sự phối hợp giữa hai bên. Đấy, chắc chắn là sẽ có những lúc mà cần phải trao đổi. Đấy, thì bên phía Nam Thành rất kịp thời, cảm ơn, là rất chuyên nghiệp. Vâng, em rất là cảm ơn anh đã luôn luôn tin tưởng Nam Thành ạ.